ngày sinh nhật ước ao, mừng ngày đó ai sinh ra đời với ước mong được an lành. Mừng ngày đó ai sinh ra đời với ước mong được an lành. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday.
rồi một chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ hay không. Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, thì xin em, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Quê bao tháng năm xa xôi cách biệt, trên từng lối mòn hàng tre xưa nay đã già nua, tìm lại mẹ yêu nơi làng quê tháng năm ngóng chờ mong người con, đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ già nơi chốn xưa. Ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ giang nan dài nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ từng đêm, những khi gió về bên nhà tranh nghèo ấm êm tình. Chiều mưa mẹ ru con ngủ, con hỡi con ngủ cho ngoan, ngọt ngào tiếng ru âu ơ như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi biết tìm mẹ ở đâu, hỏi từng bờ đê gió hiu hiu mẹ tôi đâu rồi, mái tranh im lìm nhìn hàng cây ngỡ ngàng buồn hiu. Mẹ hiền yêu ơi suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ. Dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở về, nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dài nắng dầm sương, nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miếng ăn giấc ngủ
từng đêm, những khi gió về bên nhà tranh nghèo ấm êm tình quê. À ơi, tiếng giọng đông đưa chiều mưa, mẹ ru con ngủ, con hỡi con ngủ cho ngoan. Ngọt ngào tiếng ru âu ơ như vẫn còn đây trong lòng con. Giờ này mẹ ơi, biết tim mẹ ở đâu. Hỏi từng bờ đê gió hiu hiu, mẹ tôi đâu rồi? Mái tranh im lìm nhìn hàng cây ngơ ngác buồn. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ yêu. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ yêu. Mẹ hiền yêu ơi, suốt đời con mãi luôn khắc ghi ơn mẹ cha, mãi không xóa nhòa tháng năm êm đềm sống bên mẹ. Ủa mẹ, dù con biết
tim em là bình minh mới cho con tia máu đỏ ngời, dù con bằng làn hương mới cho con thơm ngát lòng đời. Ôm con nhìn vào con nhé, cho con lẽ đau thương chân. Môi em là nụ hoa thánh cho con ngập ánh chiều dương. Con ơi mẹ là thượng đế cho con tâm lý nguyên sơ, câu du và dòng xưa quý cho con nguyên lý dịu vời. Dù con rằng đời muôn lối như mây kết hợp rồi tan, thân con là trời cao vời, tim con là cõi địa đàng. Bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời ru êm mãi như đông lúa chiều dị sao, tiếng ru bên thềm chẳng tà soi bóng mẹ. Lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu, tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru mang mát nghiêm như sáo diều rất xa, nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ. Bao đêm trường con đã yên giấc, mẹ hiền vui sớm biết bao thương con. Quê sớm bao tháng ngày lặn lội dẻo neo nuôi con tới ngày lớn khôn, dù cho mưa gió không quan thân gầy. Chào đón các quý vị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay tại nhà hàng Ngọc Cảnh để chúc mừng sinh nhật cô Minh Sang.
thay mặt cho nhà hào cảm ơn Đức Sa, cô Ngân Sa Lê Khánh xin gửi đến quý vị lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, lời chào nồng nhiệt nhất. Và với mình riêng trong buổi tối ngày hôm nay có sự hiện diện của tất cả tập thể giáo viên trường mầm non Tân Biên, quý cô chú cô bác bên đào tràng, quý công ty Manulife và toàn thể đại diện thân yêu cô Minh Sang, tất cả quý chúng ta cùng chào nhau một chào rất lớn, rất đồng nhiên được không ạ? Và giờ đây chúng ta hãy cùng vỗ tay một thật lớn hơn, thật đồng nhiên hơn để chào đón nhân vật hạnh phúc nhất, tuyệt vời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng mời cô Minh Sang ạ. Và tiếp theo con xin trân trọng mời cầu ba cùng tiến về sân khấu để phát biểu cảm nghĩ khi mối lý do trân trọng kính mời cầu. Và quý vị ơi, cầu một tràng vỗ tay luôn đi không ạ? Lời đầu tiên tôi xin thay mặt cho gia đình chị hai đôi kính chúc anh chị em trong tập họ và quý vị khách quý lời chúc sức khỏe và lời chào tâm trọng nhất. Kính thưa quý vị, hôm nay chị tôi được một tuần, các con cháu báo hiếu đều nên đáp nghĩa cho chị tôi. Hôm nay các cháu đứng ra tổ chức lễ lục tuần, hôm nay được sự hiện diện của anh chị em trong tộc họ và quý vị khách quý, đó là một niềm vinh dự lớn lao nhất cho gia đình chị tôi. Thưa quý vị, hôm nay các cháu đứng ra tổ chức lễ đền ơn đáp nghĩa công sinh thành dưỡng dục công nuôi dạy của mẹ. Các con trưởng thành đến ngày hôm nay ăn học không lớn, hôm nay các con tôi nhớ tới ngày lục tuần của mẹ. Hôm nay được sự hiện diện của anh chị em trong tập họ, được sự hiện diện của quý vị các quý và các bạn thể, đó là một niềm vinh dự lớn lao nhất cho gia đình chị ơi. Tôi thay mặt cho gia đình cảm ơn anh chị em trong tập họ và quý vị các quý cùng quý vị đạo tràng và bỏ thời gian quý báu đường xa xa xôi nắng nôi quý vị đã đến đây chung vui cùng với gia đình của chị tôi. Và tôi cũng xin thay mặt cho gia đình cảm ơn anh Phó Dồn đã quay những thức phim hay vui vẻ, và xin cảm ơn nhà học cánh đã tạo ra một cái không gian mát mẻ lo cho gia đình chị tôi một bữa tiệc thật là mong miệng. Và xin cảm ơn MC đã gặp chúng tôi hôm nay thật là sôi động và vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn và cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Cảm ơn rất nhiều. Chúng ta cho cầu một tay nữa được không ạ? Và tiếp theo xin được trân trọng mời anh em ạ, là con của cô Minh Sen cũng tiến về sân khấu để phát biểu cảm nghĩ trong ngày hôm nay. Xin chào mọi người. Vâng, con xin chân trọng mọi người. Hôm nay là lần đầu tiên đứng trước đám đông nên sẽ có những cái thiếu sót thì mong anh hiểu mong quý vị bỏ qua cho tôi. Sau đây cũng có chút đoàn cảm nghĩ về một đoàn con xin chào để phát triển. Với con, mẹ là sứ dụ hiền, mẹ là bà hát thành viên, là bóng mát cao cao, là không biết trong đêm khi làm lớn, đó là các cảm nhận của con người. Từng hồi xưa, các bạn có mặt, lớp nó sinh nhớ bây giờ, mẹ lo, mẹ cao cho các con rất nhiều. Giống như vòng xuống, như chứa ra hương vật, thẳng tiêu hát mẹ. Bây giờ có được những bước đi những suy nghĩ khi con lớn nó không có mẹ để mắt sớm chân xe ảnh bước trong lâm thầm chắc chúng con đã làm mỗi trên đơn các mẹ ơi chúng con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ lắm vì mẹ đã làm mẹ để có ngày hôm nay mẹ không những cho một hy sinh tất cả cho chúng con mà mẹ dạy cho chúng con thật là nhiều mẹ như một người có sinh đẹp nhờ em mà chúng con biết được thế nào là tình nhân loại cùng chúng sinh, đúng là một cuốn đường yêu thương cho bạn bè. Hôm nay mình được thật hai đứa đại diện cho anh nhà quý tộc là anh chị hai
Vâng, đây là cái điều đó là cảm động hỏng quý vị. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, bây giờ xin mời anh chị đến đây để tặng quà cho mẹ mình trong ngày vui hôm nay. Chị cho mời anh chị ạ. Vâng, và quý vị chúng ta mời vỗ tràng vỗ tay thật lớn đi ạ, để chúc mừng cho tôi vậy. Vâng, và xin mời các quý vị chúng ta cùng hướng dẫn chúng tôi vậy. Và tiếp theo, xin trân trọng mời cậu Mai cùng tới lên sân khấu để có một món quà nhỏ vì chị gái thân yêu cùng mình trong hôm nay ạ. Trân trọng mời cậu ạ. Thưa quý vị, tôi tiếp tục chương trình. Tôi xin giới thiệu về cái phần quà tôi công gia tặng trước để quý vị khách mời sau. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Trước tiên là tôi xin mời chú Hai Chí đại diện cho gia đình của mọi dân có phần quà cho chị hai con đứa này là lễ lập tuần hôm nay. Xin mời chú. Vâng, một tràng pháo tay nữa mọi người. Xin thưa chị hai, xin thưa bà, xin thưa tất cả quý vị quan tâm. Tôi em vui chị hai con và cô. Nhân hôm nay là ngày sinh nhật làm 60 mà nói theo lịch của Trung Hoa các quý vị. Nói theo lịch của Trung Hoa thì xem như là một vòng lặp cuộc đời. Thì nhân cái ngày này thì tôi cũng muốn có vài lần để ủng cố tri tâm với chị hai. Gia đình chúng tôi thì ở Bình Định xa xôi lắm, chứ không phải là ở thành phố hay là Đồng Nai hay là thành phố Hồ Chí Minh. Lúc nhỏ thì chúng tôi cùng ở trong một làng quê. Tôi nhớ là tới năm 1964 thì ở làng quê đấy chúng tôi đúng là ba nhà chúng tôi này cùng với hai gia đình đi bộ từ cái chỗ đấy gọi là Bùi Tài mới để đi vào tới thành phố Quy Nhơn gần 60 cây số, tăng rừng vượt suối hồi đấy thì phải nghe là cái chạy cộng sản, bây giờ thì không có cộng sản rồi, đến lúc đấy là cộng sản. Vào tới thành phố Quy Nhơn thì chúng tôi là lúc đấy còn bé và cũng là lớn nhất. Cái tôi nhớ hồi đấy thì tôi khoảng 8 tuổi thôi, anh ba thì lớn hơn một chút, chị hai lớn hơn một chút nữa. Vào đấy thì bắt đầu chúng tôi mới được đi học, chứ còn ở quê thì báo cáo là sinh viên không được đi học. Đi học thì tôi nhớ rằng có một cái nhà thôi, năm gia đình tất cả ở đây thì có các con ông chú, gia đình tôi, gia đình chú Hải, gia đình chú Tam, gia đình cô Chín, bốn gia đình ở cùng một nhà. Lúc đấy cũng đồng lắm, cũng đồng lắm. Và cùng đấy mà sống rất là lớn lên. Cho đến khi lớn lên chúng tôi lại một lần nữa là năm 75 Cùng cái dạng vào Nha Trang, rồi vào tận đảo Phú Quốc, rồi từ Phú Quốc đến vào thành phố Hồ Chí Minh. Sau đấy đi ly tán ở thành phố Hồ Chí Minh và lại Quy Nhơn, và xuống sông Nguồn, rồi hôm nay
quá trình phát ra thì hai tôi thì là nuôi dạy được mấy đứa con lớn lên và thành dân. Hôm nay tổ chức cái ngày sinh nhật lần 60 của ông bà chị thì một lần nữa tôi cũng có nói lại cái ông cố đi tâm cho các con các cháu và anh chị em biết gia đình của chúng tôi. Một lần nữa tôi xin chúc cho chị hai Lục Tường được nhiều sức khỏe và làm sao vâng cùng đến một cái giấc ngọ nữa không cùng cùng làm như thế này vâng các cô hai bên vâng cùng cảm ơn thay mặt cho gia đình cảm ơn Thu Hà Tý rất nhiều. Xin kính mời cô Liên Hằng, hôm nay ngày sinh nhật có thể cho cô chắc cũng có một phần quà. Xin kính mời cô Liên Hằng. Cô không có ra được, thì cô gửi quà lên cho Diệu Minh, Diệu Minh nhận quà. Cảm ơn con. Con chào các thầy cô ạ. Phần quà cho mẹ con. Và tiếp tục chương trình, xin mời chú Ba Trùng đại diện cho gia đình của cậu Mở Thái cũng có phần quà trong cái ngày sinh nhật của thầy anh. Quý vị chúng ta chỉ một chèo ở đây thì đến sân khấu nhỉ? Xin kính chào quý thầy con cùng tất cả các thầy cô giáo trong lớp học. Nhân dịp cái sinh nhật là 60 của hai tôi. Tôi cũng không có cái gì hơn là mong muốn một cái điều là chị hai sẽ sống lâu hơn nữa và có thể là cái góc đôi số hơi thành trăm hai mươi là có thể có một cái người khác thì có thể là có những cái người này thực sự là tôi nói rồi đến cái chuyện là đối với tôi á, thì tôi thừa nhận rằng cái chị hai của tôi á, là có một cái nỗ lực rất là lớn rồi, bởi vì chị hai là không ở chung với cô của tôi nhưng mà chị hai đã rất là trưởng thành để kiểu như là dạy dỗ các cháu và đã thành gia thất cũng đã thành nên sự nghiệp, từ đó tôi rất là mừng nên nhiều ngày hôm nay tôi không có gì hơn đại diện cho gia đình phía cậu Thái là tặng chị một món quà nhỏ làm kỷ niệm. Thay mặt cho dân thì hai tôi cảm ơn chú Ba Trình đã đại diện cho cậu Hòa Thái và các em có phần quà cho chị trong ngày sinh nhật không ơi. Xin chân thành cảm ơn. Chúng ta cho một tràng vỗ tay được không ạ? Tiếp theo xin mời chú Bất Chính đại diện cho gia đình của cậu Tam. Hôm nay mừng sinh nhật chị, chắc là chú cũng đại diện cho anh chị em trong gia đình hết cũng chắc có phần quà. Xin mời chú. Kính thưa toàn thể anh chị em trong dòng họ, kính thưa các bạn bè thân hữu của chị hai chị Sang. Hôm nay là ngày trọng đại, ngày vui, ngày mừng của chị Sang. Tôi không có gì hơn, tôi đại diện gia đình của cậu Tam. Xin chúc chị hai nhiều sức khỏe. Thì họ rồi thì họ thêm nữa. Thì cho được 100 tuổi thì tụi em mới còn vui nữa. Thay mặt gia đình thì cảm ơn gia đình cậu Tam. Em chúc nhận đại diện cho các anh chị trong gia đình có phần quà mừng trong ngày sinh nhật hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Xin giới thiệu là có cô Phước và cô Út đến cùng hai muộn. Xin mời hai cô ngồi vào ghế trong. Và tiếp tục chương trình, xin mời chú Tấn Hùng đại diện cho gia đình anh chị em và gia đình của cậu Tới cũng có phần quà. Xin mời chú Tấn Hùng.
Kính thưa quý vị khách quý, tôi là Trúc Quốc Hùng, đang đến Hoa Sơn từ Bắc Quy Nhơn, Bắc Bình Định. Tôi vào đây để mừng thọ thì chương trình được tập hoa giáp ở Trúc Quốc Sơn. Trước tiên là cũng cầu chúc rằng là qua cái buổi sinh nhật hôm nay được thông báo bạn bè quý khách quý vị khách quý. Đồng thời là còn thể là bà con anh em anh em nhân cái chuyện hôm nay là giống như là cái thi được lại cái tình đoàn kết, cái sự gắn bó, sự yêu thương của đại gia đình có được ngày hôm nay. Và đồng thời anh đăng ký là để là ôn lại cái truyền thống của gia đình từ cái chỗ xa xưa, từ năm 1963 đã có được cùng mấy có một tuổi rồi. Đi đến cái giai đoạn hôm nay và bản thân tôi hôm nay cũng là được trưởng thành trong đó nhờ sự những công lao dạy dỗ giúp đỡ của chị A Sang. Và ngay từ thời lúc còn là sinh học lớp 2, lớp 3 chị A Sang cũng đã có những cái sự bảo bọc, có sự những yêu thương yêu và đồng thời là có sự những giáo dục muốn nắm từng bước đi. Và cái thời lúc đó là chị hai đã đưa tôi đến đất nước mình bảo thuộc. Và đến ngày hôm nay là tôi học cũng được có cái chuyện là ba cái môn võ và đồng thời cái món chương trình hôm nay là cái gia truyền là thăm nhà và cô gái là cũng là tiếp nối cái sự giáo dục của chị hai cũng là đang theo học cái môn võ thuật cổ truyền. Nên từ hôm nay là cầu chúc cho chị hai là sức khỏe dồi dào là thọ đúng trăm tuổi nên là tôi mong kính và cầu chúc và toàn thể chúng ta là đại gia đình chúng ta ở đây là cầu chúc cho sự hạnh phúc của chị hai. Và để xây dựng cái chương trình hôm nay nó thêm màu sắc và cháu thanh nhàn sẽ biểu diễn hai bài võ thuật mà thiền sư với lại bài lao hổ để mừng cái sinh nhật của Mai Sang. Mời thanh nhàn và đồng thời là cũng có một món quà của chú Chín nó gửi món quà của chú bố là để cho chị hai mừng chị hai con hãy nói lời phát biểu trước khi biểu diễn. Có sân bóng của trường Văn Động. Hôm nay là lục thập hoa giáp và thời tiết không sao. Xin tặng hoa là mọi người hai bài mã thuật thiền sư và lão hổ. Cảm ơn gia đình cậu Tứ, cảm ơn gia đình của các em con của cậu Tứ đã bỏ thời gian quý báu từ ở Quy Nhơn vào đây dự lễ sinh nhật lục tuần của chị tôi. Một lần nữa tôi xin thay mặt cho gia đình của chị xin chân thành cảm ơn. Vâng, cảm ơn cậu rất nhiều ạ. Một chặng tất cả các bạn
Ta chị ơi, trong ngày sinh nhật hôm nay xin mời cô. Kính thưa các cô, anh chị và em và cùng anh em đồng họ trong gia đình, tôi là nghe các anh hồi nãy là kể là ba người mà cùng ở quê mà ra tỉnh, nhưng mà tôi xin tính toán lại tất cả có bốn người, bởi vì muốn tôi là tôi phải lên kiện được. Nhưng mà cái kỷ niệm sâu sắc đó là lúc đó tôi chỉ có 3 tuổi thôi, nhưng mà bởi vì cũng quá nhỏ cho nên là không có thể là đi bộ được đoạn đường rất dài, nên chị tôi là người đã cõng tôi đi trong những chặng đường dài mà từ quê ra thành phố, cho nên cũng xin nhấn mạnh thêm một chi tiết là như vậy để cho các anh chị hiểu là cái hành trình mà từ một bé thơ cho đến lúc lớn thành này là có sự đóng góp của anh chị em chúng tôi rất là nhiều, nhất là chị hai tôi cũng như là các anh chị của tôi ở đây trong công nhân của chúng tôi, xin cho nói rõ để các anh chị hiểu. Thì đó là cả một kỷ niệm mà thầy thay áo là luôn luôn đi cắt mãi trong lòng tôi, không bao giờ tôi quên được. Quả thật đó là một cái kỷ niệm mà không luôn khó khăn trong lòng. Nên cũng đang ngay nhân dịp ngày sinh nhật lục thập hoa giáp cái bà chị hai tôi, thì cũng không nói gì hơn các anh chị em cũng đã nói hết rồi, thì nhân đây thì cũng xin cũng là góp thêm lời chúc chị luôn luôn sức khỏe rồi luôn mãi là mọi người vừa chị mà vừa là người bạn mà người đi suốt với tôi con cũng là suốt cuộc hành trình, đó là điều tôi mong muốn nhất. Bởi vì chị dù sao người lớn cũng như là người mẹ của tôi đã có những cái mà chăm lo chăm chút cho tôi rất nhiều, nên là rất là cảm ơn chị và cũng là xin chúc chị được sức khỏe trong cái dịp cảm ơn chị. Thưa gia đình, cảm ơn gia đình cô bốn vợ đã có phần quà trong ngày sinh nhật của chị hôm nay. Và tiếp theo chương trình là đón tiếp được chị gái ở công ty Maryland vừa đến, xin chân thành cảm ơn chị. Và tiếp theo tôi theo mặt gia đình là có một cái phần quà, có con trai lớn tôi là xin đại diện cho bà nội cũng như là vợ chồng tôi và các anh chị em trong gia đình, xin mời con Lâm. Một tràng pháo tay cho được không quý vị đấy. Con xin kính chào các cô chú của bên dòng họ cùng các quý khách quý của cô hai con trong bữa ngày sinh nhật hôm nay. Con là Lâm, là cháu trai lớn của cô hai con. Và hôm nay là ngày mừng sinh nhật của cô con, nhưng bà nội con rất tiếc là đến nhiều giờ con không mặt bà nội con, là chúc cô được nhiều sức khỏe, sống vui vẻ hạnh phúc. Còn riêng con thì nhân ngày sinh nhật hôm nay, con cũng xin gửi lời cảm ơn cô đã có công nuôi dưỡng con trong một khoảng thời gian con đi học ở trên đây, và những lúc cô cũng dạy dỗ con, nhắc nhở con để con có được ngày hôm nay. Và con xin cảm ơn cô rất là nhiều. Và nhân ngày hôm nay thì con cũng xin chúc cô được nhiều sức khỏe, sống vui, yêu đời hơn và luôn luôn được gặp nhiều may mắn ạ. Một trời bắt tay cho bà nội chia sẻ với tôi rồi. Con cảm ơn con, và con đã thay mặt cho bà nội và gia đình đến đây là chúc cô ngày sinh nhật và cũng có phần quà cho cô. Và tiếp theo là mời Diễm Hồng cũng có phần quà sinh nhật cho chị ngày hôm nay. Có rồi. Nhân dịp sinh nhật của con hai, hôm nay con xin tặng con hai một bài Hổng Dám Đau. Trong tình thế chiến hát bài em chơi dưới mùa xuân, ta và thân đất lo rồi em công tác sân nhà. Ta đâu có lỡ cầu này để con đi trốn tìm, ôi hấp dẫn tuyệt vời nhưng mà em không dám đau. Không dám đau, em không phải học bài. Không dám đau, không phải đàn bài sao khó lên mà không phải ôn bài. Không dám đâu, không dám đâu. Một chào mọi người đến với cô ạ, và cảm ơn dễ thương ạ. Cảm ơn cô rất nhiều đã dành cho quý vị khách quý trong khán phòng một bài hát thật là hay, xin chân thành cảm ơn.
chúng ta là gia đình hỏi thân mà con họ hàng gia tộc có ai có cái phần quà gì cho dì Hai nữa không, còn không thì nó tiếp tục rồi chương trình. Thôi bây giờ tôi xin nhường cái micro lại cho anh Trinh tiếp tục dẫn chương trình trong ngày hôm nay. À vâng, cảm ơn cậu và rất là nhiều cô chú các bạn chúng cậu. Và tiếp theo xin mời các cô bên đại diện cô Lục Quy Mỹ Hương cùng lên trước mời cô sẽ chào buổi tối chương trình này đi ạ. À, không biết là cô nào đại diện có lời chúc gửi cô không ạ? Dạ kính thưa đại gia đình của chị Minh Sang, kính thưa bà con của chị và cùng bạn bè làm ở trong công ty, làm ở trong một người và các bạn cùng một hội nhóm của hội đạo tràng, thì em cũng là một thành viên trong hội đạo tràng của Phật tử. Nay sinh nhật của chị, em cũng cùng với là các bạn đại diện chúc chị một mùa sinh nhật thật là vui tươi và thật là sinh trẻ đẹp và thành công thành đạt trong cuộc sống. Em xin cảm ơn. Một chào mừng anh ạ. Em có món quà tặng cho chị là hôm nay bài tặng cho chị một bản công hồng cải áo. Ngờ đời mình khôn lớn khôn thêm như bầu trời yêu anh sao đêm. Mẹ là ngọc suối siêu hiền, mẹ là bài hát thuần tiếng, là bóng ma trên không, là bóng sáng trong sao, là ánh đuốc trong đêm khi là và rất là đầm ấm hạnh phúc như thế này. Thì đầu tiên có lời chúc mừng em.
Và sau nữa thì trong ngày hôm nay, để kỷ niệm cái ngày trân trọng này của em, chị có một món quà nhỏ tặng em, chúc em luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thâm tâm thường là vạn sự biến tường như ý. Và mong rằng những ngày còn lại của em, ngày nào cũng là ngày lục thập hoa lá, ngày nào cũng là ngày sinh nhật nào các bạn. Vì chúng ta hạnh phúc tức là sinh nhật, chúng ta hạnh phúc tức là mùa xuân. Và hôm nay chị chúc mừng em và mong em ngày nào cũng sinh nhật cả. Và chúc tất cả quý vị con khách có nhiều sức khỏe. Chúc cái buổi sinh nhật của Minh Sang các dân Việt Minh thật là tuyệt vời, thật là thành công. Xin cảm ơn. Một chiều mất tay đi ạ, cảm ơn cô rất nhiều ạ, không ạ. Với tiếp theo xin được mời cô Thu Hương đại diện cho mầm non Tân Biên cùng lên có đôi lời và một quần để cho cô nghe xem ạ. Xin kính chào quý vị quan sát hôm nay. Thì tôi cũng xin đại diện cho thứ nhất là trường mẫu giáo Tân Biên nơi mà cô Sang đã công tác 35 năm. Thì hôm nay tôi xin đại diện cho các chị em đồng nghiệp ở đây bên chúc mừng sinh nhật của Minh Sang. Chúc Minh Sang lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Và từ nay cho đến cuối cuộc đời lúc nào cũng vui như ngày hôm nay hết. Và xin hết. Xin giới thiệu hôm nay là cô Hương Cửu, trưởng của trường giáo Tân Biên. Thì các chị em có còn lại cũng số ít đó. Hôm nay chị với lại các bạn về đây để chung vui và thật hòa giá với Minh Sang. Xin chào, rất là cảm ơn, rất là vui, xin chào các bạn. Một chào các bạn đây ạ. Và giờ đây không để quý vị chờ lâu hơn nữa, khán phòng chúng tôi cùng hát vang to lên và hát với đây chúc mừng từ cô Minh Sang được không ạ? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nhanh hơn vương là nữa không ạ? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Lần nữa thì xin được mời cô Thái Hồi ạ, là người bạn rất thân yêu của Minh Sang cùng tiến lên sân khấu tặng quà cũng như là lời chúc người đến cùng Minh Sang trong ngày hôm nay ạ. Xin chào mời cô ạ. Vâng, cảm ơn cô nhiều và cô lại là
nhau đếm 1, 2, 3 để cho cô Minh Sang thổi tắt cái ngọn nến này được không ạ? 1 Chúng ta có đếm lại một lần nữa được không ạ? 1, 2, 3 Một tràng vỗ tay đi ạ. À, bây giờ xin mời cô các bạn các những chữ bán này để tạo thêm những bảo là những ước mơ chứ thành công hoài bán của trong tương lai ạ. À, quý vị chúng ta nhau vỗ theo điệu nhạc này được không ạ? Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Vâng ạ, cảm ơn quý rất nhiều ạ. Và xin tiếp theo được mời cô Út và cô Hút cùng tiến lên sân khấu để gửi cho cô Minh Sang những món quà vui trong ngày hôm nay luôn được không ạ? Chân trọng kính mời cô Út và cô Hút. À, và tiếp theo xin mời anh Long là cháu của cô Minh Sang cũng có món quà lớn cho cô luôn ạ. Vâng, một tràng vỗ tay cho chị được không ạ? Cảm ơn chị rất nhiều ạ. À, bây giờ xin trẻ cô trẻ là vòng tay thân yêu của quý vị, cảm ơn cô nhiều ạ. Và một đồ chơi văn nghệ trong buổi trưa ngày hôm nay thì Lê Khánh xin gửi đến quý vị đặc biệt là cô Minh Sang nhưng mà cho chúng ta một ca khúc khá là quen thuộc được mang tên Không Hết Một Sinh Nhật, xin mời quý vị thưởng thức ạ. Quý vị cho Lê Khánh một tràng vỗ tay thân thương thêm cho ca khúc này được không ạ? Vâng, cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. Quý vị vỗ tay cho đồng nhạc được không ạ? Chào tất cả các bạn, cảm ơn rất nhiều ạ.
Và một lần nữa thay mặt thầy học là vì em đã xin gửi đến cô Vân Sang những lời chúc tốt đẹp nhất. Kính chúc cô dồi dào sức khỏe, luôn tươi trẻ, hạnh phúc và thành công cuộc sống. Xin chúc tất cả quý vị có mặt trong buổi trưa ngày hôm nay tại đạo học hành dùng vững con việc và công hành thật ý nghĩa và nhiều kỷ niệm bài học hôm nay. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều ạ.
Bà là đại chúa ơi,
buồn công là ướt rơi nhớ mong là nắng nóng nóng công là vốn lương yêu thương cho một đời rồi một ngày nào đó anh về nhìn mẹ yêu nhìn thân lớn rồi đó Thank you.
quý vị cho chị dù một chén suối một chén tay thêm tiền nữa được không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Bye.
Vâng, con xin gửi đến các cô chú cùng đoàn và nghe bài thứ hai trong bên nhạc bài bản.